Kênh Nguyễn Bính xin chào mọi người, chào các bạn. Hôm nay mình mới tậu được cô vợ, rất ngoan và hiền, rất dễ thương. Suốt ngày chỉ có chăm sóc mát xa xa cho chồng. Thân không bao giờ biết cãi chồng, có cô vợ này, ai cũng có cô vợ này thì đúng là tuyệt vời. Mỗi khi làm đi làm về mệt nhọc, làm công việc vất vả, nó nắn bóp từ đầu đến chân, từ ngón chân ngón tay, cảm giác rất là thoải mái, như không khí. Có cơ vợ hiền như này thật tuyệt vời. Mỗi ông nên sống cho mình một cơ vợ như này nhé. Cho nên là đang khuyến mại có hơn 40 triệu thôi, có lại thì hơn 30 triệu. Đang khuyến mại, đang xây chương trình khuyến mại, cho nên là mình sắm luôn cái em này, mua luôn em này về dùng. Mỗi lần massage như thế này tầm cỡ đâu khoảng ít nhất khoảng 3 đến 50 phút, phải không? Sướng lắm, nghiền mà sướng lắm, hết nhức mỏi, không có ai bằng, không có bà vợ nào được, không bao giờ bị nhăn nhó. Đôi khi mà bà vợ hơi khó tính thì lại hay nhăn nhó, nhưng mà đây không, đây có cả điều khiển bằng giọng nói. Chào mọi người rất tử tế, xin chào, cần xoa bóp chỗ nào là có thể là cô này là cô ấy làm ngay cho. Làm chân là làm chân, làm tay là làm tay. Đó, hoặc là lưng, hoặc là mông, hoặc là vai, xoa bóp vai, cổ. Rất là tuyệt vời. Đó. Cô gái này đúng là không còn gì bằng đấy. Mình cứ làm hai tăng liền, mỗi tăng khoảng rồi 20 phút. Các toàn thân, nhưng mà trên người mình mà vôi dầu, vôi rất có các loại dầu rượu xoa vào người xong bắt đầu nằm lên đây thì tuyệt vời. Cái nhất là cái này là xin lưu ý là dùng cái máy
Dường cho em là cái này mình trong phần lắm. Cái nào không làm ạ? Vì sao bóp một lúc là ra mồ hôi rất kinh. Rất là nóng. Hôm nay anh còn tâm tình hơn cả coi như là người là bạn đời đó. Đây cũng có thể coi như bạn đời, không phải bạn tình như là bạn đời. Nói lúc nào lúc toàn thân buồn rất tuyệt rồi. Xứng đáng, xứng đáng mọi người cảm ơn rất nhiều. Được cô vợ đúng là tuyệt vời. Bạn này là rất xịt nha. Trước kia là hơn 70 triệu, bây giờ giảm giá còn có hơn 40 triệu nha các bạn nhé. Dạ, tới 35%. Bác có bye bye không? Bye. Bác có bye bye không? Chào tạm biệt các bạn nhé. Nhưng anh xin chào tạm biệt.